Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay sẽ giới thiệu một dòng xe touring đến từ thương hiệu của Giang. Còn hôm nay là chiếc Giang FCR 3300, cũng về rất nhiều tại cửa anh em rồi. Với sử dụng cấu hình phun của Shimano và được trang bị phanh đĩa dầu thủy lực các bác nhé. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, với mẫu xe Giang FCR 3300 này về là một xanh tím than. Điểm nhấn là chữ Giang và chữ FCR. Với logo của hãng Giang màu cam rất là nổi trên khung xe. Hình thức còn rất là tốt đó nhé. Em sẽ lướt qua hình thức các bác xem trước. Đây là một mẫu xe rất phù hợp các bác đi đường phố, đi những cung đường đẹp. Có thể nói đây là một dòng xe city bike đi trong thành phố. Hình thức xe còn rất là mới đó nhé, và đi dây âm sườn. Trên khung xe có mã QR code của hãng và khóa yên của hãng Giang, cọc yên của Giang luôn, nguyên zin nguyên bản trong xe. Và vẫn là công nghệ nhôm alloy độc quyền của hãng Giang đó nhé, cho bộ khung siêu nhẹ và bền. Giang rất là nổi tiếng về công nghệ làm nhôm. Bộ bánh nguyên cặp của hãng, nguyên zin theo xe. Và bộ xăm lốp là 700x28C, vành 700 và cỡ lốp là 28C. Đây một cỡ lốp rất là thông dụng của dòng xe touring, các bác đi nhanh và lướt hơn. Vâng, và xe được trang bị 8 tầng lip của Shimano và củ đề của Shimano Toulay TX, may của hãng Giang các bác nhé. Hãng Giang có thể thì nhìn thấy đây. Xe được trang bị bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Techo. Phanh đĩa dầu thủy lực. Phanh đĩa thường và phanh V của dòng touring thì phanh dầu là cao cấp nhất. Nạp đĩa của Toulay TX, dây âm sườn. Càng nhôm. Vâng, ở phía bên trên đây xe được trang bị cổ phốt của hãng Giang. Đấy, nguyên zin cho xe. Bộ tay bấm xả của Shimano 8 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa, và cho xe 24 tốc độ các bác thay đổi. Và phanh đĩa dầu thủy lực của Techo. Nguyên cặp hãng Giang. Thông số lốp bên trên cũng là 700x28C các bác nhé. Trước. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao khung của xe.
xe có size đứng là 45, ngang là 52, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này, tương đương với size S của hãng Giang, với 8 tầng lip của Shimano lên lip. Mayer nguyên zin của hãng Giang, chuyển động rất tốt. Bên tay phải em là bộ đùi đĩa 3 tầng xuống đĩa lên đĩa, rồi chuyển động rất tốt, bay rất là bon. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe ra FCR 3300, chiếc xe touring đường phố, chiếc xe được trang bị bộ phanh đĩa dầu thủy lực và bộ chuyển động của Shimano Soleil TX. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 7.700.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709093 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhớ chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.